Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 15 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã quyết định thành lập tổ công tác về tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới. Tổ công tác sẽ gồm có lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lãnh đạo Phòng kiểm định xe cơ giới, đại diện Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải và Sở Giao thông Vận tải địa phương. Từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2023, tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc. Việc lập tổ công tác kiểm tra, rà soát tổng thể hoạt động kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc xuyên suốt trong năm 2023 là biện pháp quan trọng trong việc siết chặt quản lý đối với hoạt động các trung tâm đăng kiểm. Thời gian qua, cả ngành giao thông và ngành công an đều đã triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý phương tiện giao thông lẫn người lái, công tác xử lý vi phạm. Và bước đầu, những nỗ lực này đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong giảm thiểu tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Đây là nhận định được đưa ra trong hội thảo chuyển đổi số trong công tác an toàn giao thông được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tại hội thảo, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đã khẳng định mục tiêu đến năm 2025, ngành giao thông sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung về kết cấu hạ tầng, phương tiện, người lái và doanh nghiệp vận tải. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, dữ liệu dùng chung đã được các bộ ngành cập nhật, kể cả ngành y tế, cập nhật các vụ tai nạn giao thông, phân loại tai nạn theo giờ, theo phương tiện để có cơ sở dữ liệu cho quản lý của ngành giao thông và cảnh sát giao thông. Thời gian tới, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục chủ trì, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành trong quản lý, điều hành giao thông như hệ thống giao thông thông minh, thu phí điện tử, giám sát, v.v. Những yếu tố này sẽ góp phần quan trọng để xây dựng phương thức giao thông văn minh, an toàn trong thời gian tới. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục cho phép các hãng tăng chuyến bay cả ban ngày và đêm tại Tân Sơn Nhất để phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán. Các hãng bay được cấp thêm slot, tức là lượt cất hạ cánh, tối đa 44 chuyến mỗi giờ vào toàn bộ khung giờ ban ngày và 36 chuyến mỗi giờ vào ban đêm. Như vậy, các hãng dự kiến có thêm 32 slot, tương đương 6.000 ghế mỗi ngày. Thời gian áp dụng từ mùng 6 tháng 1 năm 2023 đến mùng 5 tháng 2 năm 2023. Trước đó, đầu tháng 12, Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép các hãng bay tăng tần suất khai thác lên 44 chuyến mỗi giờ, song chỉ áp dụng khung giờ trưa và chiều tối, tương đương thêm 7 chuyến bay mỗi ngày. Thưa quý vị, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây xử phạt hành chính 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu trong năm 2021. Trong đó có ngành một trường vượt tới gần 1.400%. Một số cơ sở đào tạo vi phạm điển hình như trường đại học FPT tuyển sinh vượt chỉ tiêu tối đa theo năng lực, không đúng đề án công khai, vượt chỉ tiêu cả trình độ đại học lẫn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, trường Đại học Nguyễn Trãi. Ngoài tuyển sinh vượt chỉ tiêu tối đa theo năng lực, nhiều trường bị xử lý vì tuyển sinh không đúng đề án đã xác định và công khai dù chưa vượt chỉ tiêu tối đa theo năng lực. Theo quy định, mức xử phạt cao nhất được áp dụng là 150 triệu đồng với tổ chức và 75 triệu đồng với cá nhân. Thưa quý vị, trả lời nhật báo Rossiyskaya Gazeta, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết phương Tây muốn phát động chiến tranh với Nga và việc Moscow sở hữu vũ khí hạt nhân là yếu tố ngăn điều này xảy ra. Theo ông Medvedev, Nga sẽ theo đuổi chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi chính quyền gần như phát xít ở Kiev bị loại bỏ và nước này phi quân sự hóa hoàn toàn. Ông Medvedev cũng cho biết thêm rằng Nga có thể bỏ qua việc bình thường hóa quan hệ với phương Tây trong nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ. Thay vào đó, Moscow sẽ tập trung vào các mối quan hệ với phần còn lại của thế giới. Tổng thống Vladimir Putin cùng giới chức Nga gần đây nhiều lần ám chỉ Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Theo giới chuyên gia, Nga đang có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn. Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã nối lại việc tìm kiếm 11 thủy thủ mất tích trên tàu chiến HTMS Sukhothai sau khi vớt được thêm 3 thi thể trong ngày trước đó. 3 thi thể được tìm thấy gần đống đổ nát của tàu chiến bị chìm trước khi hoạt động tìm kiếm trong ngày kết thúc.
Tàu Sukhothai nằm trong phiên đội tàu hộ tống gồm 7 tàu của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Khi đang trong phiên tuần tra, tàu gặp sóng to và gió mạnh khiến nước biển tràn qua ống xả và làm ngập hệ thống điện, dẫn tới động cơ và máy bơm ngừng hoạt động. Tàu bị mất điều khiển và chìm trong vịnh Thái Lan vào đêm 18 tháng 12. Hải quân Hoàng gia đã triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn với sự hỗ trợ của tàu hải quân, máy bay, trực thăng và thiết bị không người lái dưới nước cùng sự tham gia tình nguyện của ngư dân địa phương để tìm kiếm nạn nhân. Trong số 105 thành viên thủy thủ đoàn, 76 người đã được cứu sống, trong khi 29 người khi đó được tuyên bố mất tích. Sau một tuần nỗ lực tìm kiếm, tính đến sáng 26 tháng 12, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 18 thi thể thủy thủ đoàn. Thưa quý vị, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu, trong đó cấm cài ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Như vậy, theo dự luật chi tiêu lưỡng đảng đã được cả hai viện Quốc hội Mỹ thông qua, ứng dụng TikTok do tập đoàn công nghệ ByteDance của Trung Quốc sở hữu sẽ chính thức bị cấm trên các thiết bị của chính phủ Mỹ. Việc thông qua dự luật cấm TikTok này cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của Mỹ về ứng dụng chia sẻ video TikTok của tập đoàn Trung Quốc ByteDance. Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết ứng dụng này đang gây rủi ro cho an ninh quốc gia, có thể bị khai thác để gây ảnh hưởng đến người dùng hoặc kiểm soát thiết bị của họ. Đây được coi là đòn giáng mạnh vào danh tiếng của TikTok và khiến các nhà quảng cáo e ngại. Hiện dự luật đang chờ Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Ngoài việc cấm TikTok, dự luật này kêu gọi các nền tảng thương mại điện tử tiến hành kiểm tra chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn hàng giả. Trên hết, nó cũng bao gồm một số quy định liên quan tới chống độc quyền như buộc các công ty theo đuổi những vụ sáp nhập lớn phải trả nhiều tiền khi nộp hồ sơ lên cơ quan chống độc quyền liên bang. Từ hôm nay, Trung Quốc ngừng công bố số ca mắc COVID-19 hàng ngày, điều mà nước này đã làm trong gần 3 năm qua. Động thái này cho thấy ngành chức năng Trung Quốc đang tiếp tục hạ cấp độ quản lý dịch bệnh, tiến tới mở cửa hoàn toàn. Kể từ ngày 7 tháng 12, Trung Quốc đã nới lỏng gần như tối đa tự do đi lại. Nhiều chuyên gia cho rằng số liệu công bố hàng ngày vài nghìn ca mắc là không phản ánh đúng thực tế, bởi hầu hết số ca mắc không triệu chứng, số ca bệnh nhẹ tự điều trị tại nhà nên không nằm trong số liệu thống kê. Sau 3 năm, số ca mắc của Trung Quốc theo thống kê là hơn 393.000 người với trên 5.200 trường hợp tử vong. Gần đây, Trung Quốc không đưa người mắc COVID-19 tử vong do bệnh nền vào số liệu thống kê. Dự báo trong một tuần nữa, Trung Quốc sẽ bước vào đỉnh dịch lần thứ nhất, gây áp lực nặng nề lên ngành y tế. Có 3 đỉnh dịch từ nay đến tháng 3 năm 2023, nhất là cao điểm hàng tỷ chuyến đi về quê đón Tết. Trong khi đó, dịch COVID-19 tràn về vùng nông thôn với năng lực y tế kém hơn nhiều so với thành thị, khiến ngành y tế tại đất nước tỷ dân này dồn mọi nguồn lực để ứng phó.